4. Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Giết tôi đi. Báo cáo. Thiếu tá, người của quân bộ tới rồi. Tôi sẽ để anh sống thật tốt. Trần Như Ca, thân phận là bạn thật cũ. Hoặc cô làm tôi chết đi, hoặc giúp tôi gấp đạn ra ngoài. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ, nhưng đối với ông, tôi phải dùng đến ngoại lệ. Bệnh viện cô Phương đã chết 34 người rồi. Đây là chiến tranh. Chiến tranh chính là vũ khí giết người đoạt mạng. Cô hiểu không? Tôi là quân nhân của đế quốc, tôi phải thi hành chức trách của bản thân. Ông giống như những phần tử quân đội quốc gia. Có gì khác nhau sao? Các người đều điên hết rồi. Điên thì sao? Đợi khi chúng tôi thắng lợi rồi, chúng tôi chính là kẻ điên có quyền lực vô tận. Quân bộ xác nhận Kitano vẫn chưa chết. Tô Châu đẹp quá. Cô ấy luôn khiến tôi nhớ tới câu thơ Tiểu Điệu Thuộc Nữ, quân tử hảo cầu. Từ mười mấy năm trước, lần đầu tiên tôi tới Tô Châu, liền yêu Tô Châu. Không ai có thể hiểu tôi yêu Tô Châu như thế nào. Tâm trạng của thầy em có thể hiểu. Lập Văn, em muốn hiểu được tôi, còn cần ít nhất 10 năm nữa. Nhớ lấy, mặc dù chúng ta thoát thân, nhưng Vũ Bằng lại bị bắt làm tù binh. Sau khi lên bờ, em hãy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đừng để sai sót. Rõ. Nhiệm vụ lần này của em chính là cứu anh Cung Bằng. Nếu như không cứu được, thì em sẽ giết anh ta. Lập Văn, thân thủ của Cung Bằng mạnh hơn cậu, nhưng đầu của hắn không đủ linh hoạt. Ở điểm này nó không bằng cậu. Chu Khải Văn, anh trai của cậu, tôi rất xem trọng, nhưng chỉ vì một người phụ nữ, bởi vì Trần Như Ca mà gặp phải ám hại, quá đáng tiếc. Lão gia, lão gia, lão gia, nhị thiếu gia về rồi. Cha, cha, ta luôn trông ngóng con về. Nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Con biết rồi. Đi, vào trong nhà nói. Vào trong nhà nói. Cha, Lập Văn, anh trai con nó, cha, chuyện này con biết rồi. Ngồi đi, ngồi xuống đi. Giả tâm của lũ giặc này quá lớn. Ta thấy trận này càng đánh càng to. Ta rất lo bọn chúng nhốt con lại, không cho con về. Cha, việc con xin phép về nước đề nghị ba lần mới được phê chuẩn. Ngoài ra, chuyện anh trai con đến Tô Châu mới biết được. Có điều cha yên tâm, con nhất định tìm ra nguyên nhân, giúp anh trai báo thù. Không không,
Thượng Hải sắp bị bọn giặc chiếm rồi. Ta thấy Tô Châu cũng sắp không trụ nổi nữa. Con có thể bình an quay trở về lúc này đã là rất tốt rồi. Việc báo thù cho anh trai con tạm thời bỏ qua đi. Nhưng lúc lũ giặc chưa đánh đến Tô Châu, con chuẩn bị một chút, đến nhà cậu ở Đông Đình Hồ lánh nạn một thời gian. Nhà họ Chu chúng ta chỉ còn một người con trai là con. Cha, chuyện đi trốn đó có thể quản lại, không cần phải vội. Bây giờ nên đi thăm chị dâu của con trước. À không, nên gọi là Như Ca. Bọn họ còn chưa kết hôn. Việc xảy ra chính là như vậy. Còn ác chủ bài tên Kitano Kitama quả nhiên không phải lời đồn đãi. Tôi khinh địch rồi. Phương tiên sinh, cậu bắt được Cung Bằng đã lập một công lớn rồi. Không phải tôi, là chúng tôi. Lần này Cung Bằng bị bắt chính là chặt đi một cánh tay đắc lực của tên Kitano. Chỉ cần chúng ta hợp tác chân thành thì nhất định sẽ diệt trừ được chúng. Cô không định nói với tôi sao? Đúng là không chuyện gì có thể giấu được anh. Khi chúng tôi ám sát Kitano, cô đuổi theo thế nào? Thật ra tôi đến bệnh viện cô Phương. Lúc đó anh và thiếu tá Cân đang chuẩn bị rời đi. Tôi vẫn luôn đi theo. Là cô ngăn cản kẻ bắn tỉa của Kitano. Kỹ thuật bắn súng của cô lần trước tôi đã được lĩnh giáo. Nữ cộng sản các cô đều giỏi vậy sao? Cho nên ông chủ thiếu không cần phải lo cho sự an toàn của tôi. Bất kỳ nhiệm vụ nào anh cũng có thể đem em theo. Anh đi đâu em theo đó. Nếu như cô là đàn ông, chắc chắn là một người lính giỏi. Tôi sẽ tuyển cô vào đội đầu tiên. Trần Như Ca, tôi đang cứu cô. Thầy Kitano đã tới Tô Châu. Chỗ này sắp bị hoàng quân chiếm đóng rồi. Nếu như bây giờ cô cứu tôi ra, đến lúc đó cô chính là người có công. Bằng không, hoàng quân vừa tới, cô và người nhà của cô. Như Ca, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Thiếu tá, trời lạnh rồi, chú ý sức khỏe. Thiếu tá, nào. Thiếu tá, mau ngồi đi. Được. Cung Bằng thế nào rồi? Hắn nói chưa? Tên tiểu tử này còn khó đối phó hơn lũ Nhật. Một chữ cũng không nói. Tôi có một cách có thể tiếp cận được Kitano Kitama. Cách gì? Lúc tôi còn du học bên Nhật, từng là học sinh được Kitano đắc ý nhất. Tôi muốn thể hiện ý nguyện gia nhập quân đội Nhật với Kitano thông qua Cung Bằng. Như vậy không phải điều tra được nơi hắn lẩn trốn sao? Tuyệt đối không được. Tại sao? Vì tôi không cho phép cô mạo hiểm. Chiến tranh là việc của đàn ông. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Đàn ông vì phụ nữ, vì con cái, có thể đi đánh trận, đổ máu hy sinh, đều là chuyện nên làm. Phụ nữ trời sinh nên được đàn ông bảo vệ. Nhưng chiến tranh xảy ra rồi, ai cũng không thoát được. Thiếu tá, đáng để thử một lần. Đại tiểu thư, tôi càng ngày càng tôn trọng cách làm người của cô. Cô là người phụ nữ tài giỏi, một người kiên cường. Đối mặt với chiến tranh, ngoài kiên cường còn sự lựa chọn nào khác nữa sao? Lựa chọn của cô chính là sống tiếp. Tôi phải đi rồi. Lập tức lên chiến trường.
anh phải đến tiền tuyến. Không, là trận đánh xung quanh Tô Châu. Điều này có nghĩa là Thượng Hải sắp không trụ nổi nữa rồi. Lũ giặc sắp đột phá Thượng Hải, chiếm lĩnh Giang Nam, thậm chí là Nam Kinh. Lần này đi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ rồi, không có ý định sống sót quay trở về. Sư tá, anh nhất định phải sống để quay trở về. Cô cũng phải sống cho thật tốt. Như vậy còn có thể lưu lại một tưởng niệm cho tôi. Cho dù tôi chết trên chiến trường, chỉ cần biết cô bình an, tôi không còn gì hối tiếc nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Lũ giặc đáng chết. Mẹ kiếp, dám giết con dâu và con trai ta. Ông trời ơi, bà cháu chúng tôi sống thế nào đây? Ông trời ơi, bà cháu chúng tôi sống thế nào đây? Sao anh lại ở đây? Hôm nay là 49 ngày của em gái tôi. Tôi qua đây gõ chuông cầu phúc cho nó. Còn cô, chiến tranh đang cận kề. Bây giờ bên ngoài loạn lạc, tôi muốn cầu phúc cho người dân thành Tô Châu. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bác sĩ Trần, không phải thiếu tá bảo chị không được chữa cho tên Cung Bằng sao? Vết thương của hắn đã mưng mủ rồi, sốt không ngừng, chuyển thành viêm phổi rồi. Nếu còn không trị, hắn sẽ chết đó. Chết cũng đáng. Làm hắn gian còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Cung Bằng chết không đáng tiếc, nhưng bây giờ vẫn phải sống tiếp. Hắn phải nói cho thiếu tá Cân những người hắn gian còn lại đang ở đâu. Tiêm cho hắn một mũi vaccine đi, hạ sốt cho hắn. Thật là có lợi cho tên hắn gian này. Bao nhiêu binh sĩ muốn dùng vaccine còn không được dùng. Chị dâu Lập Văn, em quay về khi nào thế? Em vừa tới Tô Châu hôm nay. Nghe cha em nói, mỗi khi anh trai em tới đều đem cho chị một nồi canh. Bây giờ anh trai không còn, nhưng em thấy không thể thiếu canh được. Nào, nhân lúc còn nóng, uống đi. Cảm ơn em, Lập Văn. Có điều lần sau tới, đừng đem canh tới nữa. Rất phiền phức đó. Nếu như Lập Văn biết anh trai hắn vì làm hắn gian mới chết, chắc chắn là đau lòng lắm. Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, Cung Bằng lại làm loạn rồi. Chị mau qua xem đi. Hắn nói không tiêm cho hắn, hắn sẽ tự sát. Mau tìm bệnh lý ra đây.
Lập Văn, chị còn một bệnh nhân quan trọng, chị không ở đây với em nữa, em về trước đi. Vâng, chị làm việc đi. Vaccine. Bạn học cũ, vẫn là cô có tình có nghĩa. Thầy Kitano từng đồng ý với tôi, đợi Hoàng quân chiếm lĩnh được Tô Châu, tôi chính là sư trưởng đặc biệt của thành Tô Châu. Đến lúc đó cô... Cô làm cái gì? Cô... Bác sĩ Trần, hắn làm sao vậy? Chết rồi. Thắng chết rồi. Mau, người đâu? Mau đến đây. Mau, mau, khiêng xuống xe đi. Chú ý, cẩn thận. Cẩn thận đó. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận, chậm thôi. Nào, chậm thôi. Cẩn thận. Bạch Phó Quan, Bạch Phó Quan, Bạch Phó Quan, cậu kiên trì cho tôi. Tránh ra hết đi. Bạch Phó Quan sao bị thương thế này? Tôi phải cậu ta đi Hàng Châu điều tra, gặp phải mai phục của giặc. Bác sĩ Trần đâu? Bác sĩ Trần sao còn chưa tới? Cung Bằng chết rồi, cô ấy đang điều tra nguyên nhân. Vậy cô làm đi, cô nhất định phải cứu sống cậu ấy. Được, mau gọi bác sĩ Hồ tới. Mau, giải tán hết đi. Mau, giải tán đi. Cô nói Cung Bằng bị người khác đầu độc chết sao? Cung Bằng chết là do trúng độc cyanogen. Vậy ai là người hạ độc? Ở cửa có người trấn thủ, không thể nào có người tiếp cận hắn được. Nhất định là do hắn gian làm. Vì muốn giết người diệt khẩu, bọn chúng dám lợi dụng tất cả mọi thứ. Thầy, Cung Bằng đã chết rồi. Anh ta bị giam trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện Cô Phương, có binh sĩ canh gác, không cách nào cứu được. Cận ngữ đường vội vàng muốn biết nơi ẩn náu của thầy ở Tô Châu. Em sợ ngộ nhỡ cho nên đã... Nếu đã không cứu được, nó cũng chỉ có thể hy sinh vì nhiệm vụ mà thôi. Tôi sẽ trao tặng quân chương đế quốc, biểu dương công lao của nó. Lập Văn, cậu làm rất tốt. Cảm ơn thầy. Trung tướng Yanagawa Heisuke, thống lĩnh ba sư đoàn, đã đổ bộ lên đảo Hàng Châu, thực hiện bao vây cùng với quân đã được phái tới Thượng Hải. Quân đội Trung Quốc đã hết cách chống đỡ, thất bại là điều chắc chắn. Hơn nữa rất nhanh sẽ tấn công Tô Châu. Bây giờ tôi phái cậu thi hành một nhiệm vụ quan trọng. Mời thầy hạ lệnh. Để phối hợp với sự tấn công của hoàng quân đối với Tô Châu, cần có một đôi mắt. Độc nữ của ta, Kitano Miko, chính là đôi mắt đó. Tiếng Hán của nó không giỏi, hành động bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi hy vọng cậu có thể đem theo nó, sắp xếp và bảo đảm an toàn của nó cho tốt. Dân, sức ảnh hưởng và địa vị xã hội của lệnh phu ở Tô Châu, sẽ không có người đi điều tra nhà họ Chu. Trong phủ là nơi ở an toàn nhất, đúng không? Dân, Lập Văn Quân hình như không hoan nghênh tôi đến nhà anh.
miếu nhỏ, sợ không chứa nổi phần lớn như cô. Tôi đang hợp tác với công việc của anh. Những tình báo này nếu không kịp thời truyền đi, tôi lo công lao của anh Lập Văn đây sẽ như bong bóng bay. Cảm ơn cô. Nhị thiếu gia, xin mời. Thiếu gia quay về rồi. Tôi cầm giúp cô. Không cần, tôi tự mình làm được. Lão gia. Cha. Xin chào. Mong được quan tâm nhiều hơn. Đây là một người bạn nữ của con. Con đưa cô ấy tới phòng phía sau trước. Chút nữa con sẽ tới chào hỏi cha. Xin mời. Sau này cô ở đây nhé. Phòng ngủ ở phía sau. Ăn cơm tôi sẽ bảo người đem tới cho cô. Bình thường sẽ không có ai tới làm phiền cô. Anh Lập Văn vất vả rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Lập Văn, có phải con điên rồi không? Bây giờ bọn Nhật đang chiếm đánh Thượng Hải và Tô Châu. Con nói xem con, không phải con đang để bơm trong nhà sao? Cha, Miko chỉ là người dân Nhật Bản bình thường thôi. Cha không quan tâm nó là ai. Chỉ cần nó là người Nhật thì chính là dẫn rối vào nhà rồi. Anh trai của con chết không rõ ràng, tới bây giờ còn chưa biết là do ai giết. Nhà chúng ta chưa từng kết thù với ai. Việc này chắc chắn có liên quan tới người Nhật. Anh trai con không phải là do người Nhật giết. Con biết ai là người giết anh trai con sao? Con đương nhiên không biết. Không phải. Cha ngồi trước đi. Con nghĩ như thế này. Khi anh trai con ở Nhật Bản, đầu quân cho thầy Kitano. Kitano ở Nhật là người đức cao vọng trọng, học trò đông đúc, cho nên không thể nào là người Nhật giết anh trai con. Chính do bởi vì anh trai con từng du học ở bên Nhật, cho nên mới dẫn tới cái chết không rõ ràng. Ta không cho phép con có bất cứ quan hệ nào với người Nhật. Nếu thật sự bị người khác coi là hán gian, vậy thì phải làm sao? Đó là tội lớn nghìn thu đó. Con mau dẫn người Nhật đó đi đi cho cha. Cha, khi con vừa mới tới Nhật Bản, cha mẹ của Miko là chủ trọ của con. Con ở Nhật Bản không thân không thích. Người nhà họ đối xử với con rất tốt. Bây giờ cô ấy cùng cha mẹ tới Thượng Hải làm ăn. Thượng Hải đánh nhau, phá tan tiệm rồi. Miko và cha mẹ bị thất lạc. Cô ấy không còn cách nào, mới tới Tô Châu tìm con. Bây giờ cha bảo con đuổi cô ấy đi. Không phải là đưa cô ấy đi chết hay sao? Cha, từ nhỏ cha đã dạy con uống nước nhớ nguồn, có ơn thì phải báo đáp. Cha yên tâm, chỉ cần người nhà chúng ta không nói, không ai biết Miko ở đây. Thành Tô Châu 15 km, cầu Hoàng 35 độ, Du Quán. Ngày trước lũ giặc đều thả bơm vào buổi sáng, bây giờ ngay cả ban đêm cũng thả bơm. Hơn nữa mục đích chính là khiến cho người khác sợ hãi. Tôi vừa đi qua xưởng Du Quán, thảm hại không nỡ nhìn. Không bị nổ chết cũng bị thiêu chết. Khoảng mấy trăm người. Rất rõ ràng bọn chúng có điện đài, chỉ mục tiêu thả bơm cho chúng. Diêu Hà, cô mau chóng đi tìm Phương Nguyên. Hai người mau tìm rõ vị trí của chúng. Được. Tôi tin Phương Nguyên nhất định có thể tìm được. Tôi không để vào mắt được thái độ của hắn. Ngay cả việc tham gia tổ chức hắn cũng không muốn. Cô sao lại tin tưởng hắn như thế? Bởi vì tôi hiểu anh ấy. Mặc dù không phải là người trong tổ chức chúng ta,
nhưng đối với việc đánh giặc, đánh Hán Giang không kém hơn so với ai. Bây giờ Tô Châu quân đội khắp nơi, bọn Nhật Bản có thể trong lúc này đem điện đài bỏ vào mà không bị phát hiện, chứng minh trong thành Tô Châu có Hán Giang nội ứng giúp đỡ. Kitano đến Tô Châu vào lúc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Ý của anh là điện đài liên quan tới Kitano. Sự xuất hiện của Kitano vốn dĩ là bố cục của quân Nhật ở Tô Châu, điện đài không thể thiếu. Vậy nếu như chúng ta muốn tìm được điện đài, anh có cách gì tốt hay không? Thiếu tá, đây là bưu kiện của bác sĩ Trần Như Ca. Bưu kiện? Chậm thôi. Được, mời đi bên này. Y tá, lấy thuốc ở đâu vậy? Đi theo tôi. Anh nói xem lúc này ai gửi bưu kiện cho tôi chứ? Ngay cả thông tin chi tiết của người gửi cũng không có. Cho nên bưu kiện này rất đáng nghi. Mở ra xem là biết ngay không phải sao? Không không, đừng động vào. Cô không hợp tác với Kitano, rất có khả năng ông ta sẽ ám sát cô. Nếu như đây là mìn, vừa chạm sẽ nổ. Cô đừng quên, đây là trò chơi mà bọn giặc và Hán Giang thích nhất. Vậy giờ phải làm sao? Đừng vội, tôi đã phái người đi tìm Phương Nguyên rồi. Phương Nguyên? Anh ta ngay cả gỡ mìn cũng biết sao? Đương nhiên. Cô không biết sao? Phương Nguyên là người đa tài. Khi ở trường học, anh ta là giáo quan bắn tỉa, đánh trận, gỡ bơm của ba bộ môn này. Vội vàng tìm tôi tới có chuyện gì không? Ở đây có một bưu kiện vô danh gửi cho bác sĩ Trần. Cô ra ngoài trước đi. Ngửa đường, đưa bác sĩ Trần ra ngoài trước. Bác sĩ Trần, xin mời. Anh lấy vì sự an toàn của cô thôi. Xin mời. Cô tự mình vào xem đi. Như Ca, khi được tin Khải Văn bị giết, thầy rất đau lòng. Nói về sự vinh quang của đế quốc Nhật Bản mà chiến đấu. Em từng là học sinh mà thầy đắc ý nhất. Thầy hy vọng em có thể dùng thân phận vợ chưa cưới của Khải Văn để tiếp tục kế thừa di chí của nó, gia nhập đế quốc thánh chiến Kitano Kitama. Anh vẫn chưa đi sao? Có chút lo lắng cho cô. Anh không cần lo cho tôi. Giữa tôi và anh ấy thực ra không có tình yêu, cho nên đồ mà chúng gửi tới không làm tôi tổn thương được. Cảm ơn. Vậy thì tốt. Phương Nguyên, anh đợi chút. Tôi muốn tới chùa Hàn Sơn thắp một nén nhang cho em gái của anh.
Nếu như không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Cảm ơn cô hôm nay đã dâng hương cầu phúc cho em gái tôi. Đi mau. Phương Nguyên. 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 Anh không sao chứ? Chúng ta làm người chỉ dẫn đế quốc Thả Bom, là căn cứ chi viện tại Tô Châu, rơi vào thế ngừng trệ. Đại tướng Ma Su gọi điện tới khen chúng ta lập văn, đợi hoàng quân phá được thành Tô Châu, cậu chính thức là cục trưởng cục cảnh sát đặc biệt của thành Tô Châu. Cảm ơn thầy đã tiến cử, trò nhất định sẽ cố gắng hết sức phục vụ thầy. Mời thầy uống trà. Còn có Trần Như Ca, cô ta là người thừa kế của Trân Châu Tháp. Ở Giang Nam mọi người đều biết, nhất định phải khiến cô ta làm việc cho chúng ta. Nhưng thầy, theo như tính cách của Như Ca, e rằng sẽ không hợp tác với hoàng quân. Tính cách của cậu giống như nước, ở trong vật chứa không giống nhau, có thể thể hiện hình thái không giống nhau. Mà Trần Như Ca giống như băng, luôn kiên trì cố chấp trạng thái của bản thân. Đối với cậu mà nói, muốn chinh phục cô ta không dễ dàng.
Rõ. Băng cũng chỉ là một loại hình thái của nước mà thôi. Trò nhất định cố hết sức khiến cho Trần Như Ca tan thành nước. Tình yêu có thể cứu hoặc hủy hoại một con người. Nếu như tình yêu không thể cứu cô ta, vậy chi bằng hủy hoại cô ta đi. Bổ nhiệm tôi thành đội trưởng của đội 866, lập tức lên chiến trường. Nhất định phải sống sót quay trở về. Đi đồng lý, tôi đi cùng với cậu. Cậu không mơ hồ không rõ, chạy vào nhà của một cô gái. Cậu từng nghĩ cho danh tiếng của Như Ca nhà chúng tôi chưa? Cậu còn dễ nhị tiểu thư. Từ đồng lý về Tô Châu, tôi không đi một mình. Tình nghi lớn nhất không phải là kẻ địch, mà là người thân bên cạnh. Soan điều tra điện đài của người Nhật. Các người đang làm việc cho ai? Anh muốn bảo vệ ai? Em nhất định liều mạng bảo vệ cô ta. Đừng động vào tôi, buông tôi ra. Đây là ngọc gia truyền của nhà họ Phương chúng tôi. Cô nhất định phải cẩn thận. Điều động tất cả quả lực. Cho dù còn sót lại một người, cũng phải chiến đấu tới cùng với lũ giặc. Có chết, cũng chết trên chiến trường. Anh em, xông lên!